Hello, xin chào cả nhà. Lời nói đầu tiên xin chúc cả nhà nhiều niềm vui, chúc sức khỏe nha. Hiện tại em đang có mặt ở khu vực thành phố Bến Tre. Đây là đang đi trên tuyến đường quốc lộ 60, đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Bến Tre. Đây là tuyến đường liên tịch thì Tiền Giang đi Bến Tre khu vực này, rồi đi qua Vĩnh Long, đi Trà Vinh hoặc về Bạc Liêu, Cà Mau đi đường này cũng được cả nhà. Thì hôm nay em tiếp tục cập nhật công trình cầu Định Miễu 2 khu vực gói thầu cuối cùng, đó là gói thầu số 6 ha. Tại địa điểm là của xã Bình Phú, thành phố Bến Tre. Hiện tại em cũng gần tới khu vực làm đường giao nhau nè, với đường quốc lộ 60 của đường dẫn cầu Định Miễu 2 rồi. Đây thì trước mặt chúng ta đó là khu vực đổ cát đá nè cả nhà. Thì khu vực này sau này sẽ là chỗ làm đường giao nhau với quốc lộ 60 thành phố Bến Tre. Hướng đi thẳng này là về cầu Hàm Luông nè. Thì cách cầu Hàm Luông khoảng 700m. Thì công trường ở đây cũng đang đổ đất rồi bơm cát rồi mà không dài san lấp mặt bằng ha. Đây là tuyến đường đi thẳng vào trong nè. Đường này sẽ đi thẳng vào trong, sâu vào trong ha. Khu vực này sẽ là một cái địa điểm giao nhau với quốc lộ 60 này. Đây là hướng đi thẳng vào trong nè. Rồi bây giờ em cũng đi vào khu đường vườn nhé, khu đường dân sinh để cập nhật tiếp những hình ảnh của gói thầu số 6. Gói thầu số 6 thuộc của xã Bình Phú nè, thành phố Bến Tre. Thì có cây xăng Phú An Khang nè, vừa qua cây xăng Phú An Khang ha. Đây là khu du lịch Phú An Khang. Giờ em cũng đi vào trong đường vườn luôn. Đây là cũng là lối vào của khu du lịch Phú An Khang nè. Đây là đoạn đầu tông tí thì việc giải phóng mặt bằng ha. Khu du lịch Phú An Khang cũng bị một phần của giải phóng mặt bằng, cũng bị giải phóng mặt bằng một phần ha. Đây là của khu du lịch Phú An Khang nè, khu vực này thẳng vào trong. Đây là giao nhau với quốc lộ 60. Tuyến đường sẽ đi đây, giao nhau với quốc lộ 60 đi về cầu Hàm Luông nè. Để đi về Trà Vinh hoặc đi ngược lại để lên cầu Rạch Miễu 1 ha, đi qua Tiền Giang đi lên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi em sẽ đi sâu vào trong nữa để cập nhật tuyến đường của gói thầu số 6 này gửi đến bà con mình. Thì đây là cặp khu du lịch Phú An Khang nè. Thì em sẽ đi vào trong ha. Thì ở quê đây, ở đây cũng mới mưa, đường ra trơn trượt. Em cũng sẽ đi vào sâu vào trong nữa, là khu vực của xã Bình Phú này, chia sẻ tiến độ giải phóng mặt bằng của đường dẫn cầu Định Miễu 2 như thế nào gửi đến bà con. Du đường ở đây hơi xấu ha, có rung lắc thì mong bà con mình thông cảm.
Rồi, đây là đầu trong của đường dẫn cầu Rạch Miễu 2 nè. Đây là khu vực đầu trong của đường dẫn cầu Rạch Miễu 2. Ở đây là hướng đi ra quốc lộ 60 nè. Khu vực này thì cũng giải phóng mặt bằng cũng một đoạn ngắn thôi, có chỗ thì cũng chưa có giải phóng hết ha. Trong này và đây là toàn cảnh công trình đường dẫn cầu Rạch Miễu 2 giao nhau với quốc lộ 60, cách mố cầu Hàm Luông khoảng hơn 700m này cái nhà. Và đây là hướng của cầu Hàm Luông này. Và đây là hướng ngắm xa xa cầu Hàm Luông ha. Rồi bây giờ em sẽ quay lại chia sẻ công trình đường dẫn của cầu Rạch Miễu 2 khu vực này có tiến độ như thế nào. Thì em thấy ở đây cũng vẫn còn nhiều vướng mắc ha, vẫn chưa có giải phóng mặt bằng được. Vướng mắc chúng ta đó là khoảng tầm 2 thửa 3 thửa đất và vẫn chưa có thể giải phóng mặt bằng nè, vẫn còn nhiều cây xanh ha. Thì đi sâu vào bên trong còn những cái mặt bằng vẫn chưa có thể giải tỏa được. Ở bên đây nè, vẫn còn một ngôi nhà giữa đường ha, vẫn chưa có thể giải phóng mặt bằng. Thì ở trong đây còn nhiều khu vực chưa giải tỏa để làm đường dẫn liên thông liên hoàn cho cầu Rạch Miễu 2. Thì đây là em chia sẻ ra khu vực của xã Bình Phú, thành phố Bến Tre. Đây là đoạn cuối cùng của gói sầu số 6 nè, đường dẫn cầu Rạch Miễu 2. Trong đây có một số đoạn cũng đã giải phóng mặt bằng rất tốt, ví dụ như đoạn bên dưới này em đang chia sẻ ha, thì đã được bơm cát lên cũng rất nhiều, một đoạn rất là xa luôn. Đó, bây giờ em sẽ quay lại đi thẳng vào trong để gửi đến hình ảnh khu vực của gói thầu số 6, gói thầu cuối cùng thuộc của xã Bình Phú của thành phố Bến Tre gửi đến cái nhà. Thì khu vực nơi đây bà con trồng siri rất nhiều ha, những cái khóm nhỏ nhỏ dưới là những cây siri. Thì khu vực này dừa cũng ít ha, lưa thưa dừa. Rồi em sẽ đi thẳng vào trong. Thì trước mặt chúng ta cũng còn vẫn còn một cái đốm xanh ở dưới nè, đó là khu vực chưa có thể giải phóng mặt bằng. Thì mong sao bên địa phận tỉnh Bến Tre, các cơ quan chức năng ha, có thể đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Theo như thửa đất em đang nhìn thấy nè, chắc có thể là vướng vào giấy tờ thủ tục ha, nên chưa có thể giải tỏa đền bù được. Đó. Thì liên tiếp hay trong video những hình ảnh đây thì có hai thửa đất vẫn chưa có thể giải phóng mặt bằng nè. Em sẽ bay vào trong đoạn xa hơn coi tiến độ ở khu vực này như thế nào. Thì như trước hình ảnh chúng ta đó, bắt đầu từ đây ha, đi sâu vào trong thì đã giải phóng mặt bằng rất tốt nè. Em nhìn thấy thì vẫn còn một cái trụ điện cao thế chính giữa ha, vẫn chưa có di dời. Đây là một cái điểm yếu về việc giải phóng mặt bằng của gói thầu cuối cùng, gói thầu số 6.
Đây là trước mặt chúng ta là hình ảnh trụ điện cao thế nè. Em đang tiến lại gần. Thì đoạn đầu hồi nãy là thuộc của xã Bình Phú, thành phố Bến Tre. Thì đi sâu vào trong đây là đoạn của khu vực xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre nè. Đi vào trong đây là khu vực của xã Sơn Đông đây. Ở những còn cái trụ điện cao thế đó vẫn chưa có thể giải tỏa di dời được.